Hello mọi người, thì hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái combo mới nha. Đó, cần mới thì máy vẫn một cũ thôi, mấy dòng giá rẻ thì vẫn chưa có con máy nào mà thay thế được cái dòng này đúng không mọi người. Sắp xếp cho nó gọn cây này, ok. Đó, có cái bà gào này quay video đẹp quá mà. Đây là combo 380 và 390 nha. Đó, mọi người thấy đẹp chưa. Đó, cần mẫu mới nha, cần chiếc này. À, khớp nối là dẫn ốc nha, và khớp nối ốc to nha chứ không phải ốc nhỏ nha mọi người. Đó, mọi người nhìn nè, rất là to nha, khớp nối mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đó, máy thì máy Dukio FS. Đây, máy có kêu rất là đã luôn. Đó, hiện tại mình sẽ làm này với hai cái combo và hai size, tức là combo 1m8 máy 5000 và combo 2m1 máy 6000. Và mình chỉ làm cái dòng này là hai size thôi, tại vì cái cây 2m4 2m7 mình nhìn nó không có đẹp, nó không có chuẩn bằng cái cây 1m8 2m1. Mình cảm thấy cái cây 2m4 2m7 nó hơi bị cong mọi người, cho nên là mình không có làm cái size đó để làm cái 2m1 và 1m8. Tại mình không hiểu sao mình cái thùng mình khui cái thùng 1m8 1m2m1 1m8 ra người nhìn cần nó rất là thẳng luôn nè. Mọi người nhìn cần rất là thẳng, rất là chuẩn, rất là đẹp luôn ha. Đây, cây 1m8 cũng vậy. Đây, cây 1m8 mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy cây nè ha, cây cần rất là đẹp luôn. Mà mình cầm cái cây 2m4 lên mình hay cảm thấy nó nặng. Nó nặng với lại là nhìn nó không có đẹp nữa mọi người. Nó bị không ngay cái khớp nối, cho nên là mình làm hai size thôi. Thì anh em nào yêu cầu cần thì cứ inbox cho mình 2m4, nếu như còn thì mình bán luôn, nếu anh em chấp nhận được chuyện đó. Còn đây là combo mình làm 1m8 và 2m1. 1m8 máy 5000 là 380.000. Đó. Còn 2m1 máy 5000 là 390, còn máy 6000 là 400.000 một bộ. Đó, sẽ có hai sự lựa chọn cho mọi người là muốn 5.000 hoặc là 6.000 cho size 1 nha. 1m8 thì mình chỉ làm cần 1m8 máy 5.000 thôi, là giá 380 đó. Cần thì 1m8. Đây 1m8. Nó sẽ có ngọn là 2 ly 2. Ngọn của nó là 2 ly 2 nha mọi người. Và 2m1 là 2 ly 5, nó sẽ to hơn một xíu. Đó, 2m1 sẽ to hơn một xíu. Và cần thì nó sẽ có hai màu. 2m1 và 1m8 đều nó có hai màu như thế này, là màu cam và màu xanh ha. Thì 21 cũng có một cam màu xanh và 1m8 cũng có một cam màu xanh luôn. Thì cần mẫu chiến này thì cái kén mọi người nhìn đẹp chứ không có đen thui như những cái mẫu cũ trước nữa. Nó màu đen nó quá nhàm chán rồi. Chiến này như bên chỗ sản xuất họ làm cho nó màu mè thêm một xíu nữa. Ồ, thấy rất là đẹp ha. Đây, thì máy thì không có cần nói nhiều gì, nó cũng bình thường. Đây, thì đây là con máy Dukio FS, tay quay kim loại nha. Đây, tay quay của máy bằng kim loại. Và cối của nó bằng kim loại luôn nha mọi người. Đây, cối máy bằng kim loại luôn. Mọi người nghe tiếng kêu rồi thấy đã rồi. Đó, máy thì quay rất là mượt nha. Đó. Máy quay rất là mượt. Đó, mọi người thấy máy quay ha. Rất là ok, rất là im luôn. Đó, thì combo thì nó sẽ có kèm phụ kiện cho anh em chơi. Và giờ mình sẽ báo luôn cái thông số của sức tải. Tiếp tục đã bị ngắt đoạn một xíu nha mọi người. Vì cái combo này nó có sức tải của nó. Thì riêng cái cần á, mọi người gặp con cá 5kg, 10kg, 15kg bắt được bình thường. Không vấn đề nha mọi người. Còn về con máy thì mình sẽ gom chung, mình sẽ nói chung về cái combo này, mọi người sẽ bắt cá được tầm từ 7 cho đến 10kg. Thì con máy này là một con máy thông thường thôi, có kim loại, tôi quay kim loại và nó chạy một vòng bi, cho nên là tải cao quá thì không ổn. Mà cái cần á, thì là cái cần đặt, nó rất là khỏe, cho nên là không có bàn vấn đề là tải của cái cần, tại nó là cần đặt nha mọi người. Đó. Còn con máy á, thì nó dòng giá rẻ, một con máy như thế này chỉ có 100 mấy ngàn, cho nên là tải không cao. Mọi người bắt con cá dòng cá tầm 7 đến 10 kg thì ok ổn. Thì nói thôi chứ đi câu cũng ít khi gặp mấy cá to lắm mọi người. Lâu lâu mới gặp thôi. Đó. Thì cần 1m8 và 2m1 tải cá từ 7 đến 10 kg cho trọn combo. Thì combo nó sẽ gồm cần, máy và dây và phụ kiện cho anh em chơi luôn. Thì phụ kiện nó gồm những món gì thì mình sẽ quay cho anh em coi là gồm những cái món gì ha. Đó. Và đây, combo sẽ gồm một cái cuộn dây 100m nha, để cho anh em về vào máy nha mọi người. 100m thì nó dây nó sẽ có màu xanh hoặc là màu xám. Dây thì cũng một hãng một loại, nhưng mà nhiều lúc mình sẽ làm combo mua, nói chung là nhiều lúc mình sẽ đưa màu này màu kia lộn xộn lẫn lộn, nhưng mà nãy mình quên mình đem có một loại một màu thôi. Đó, thì phần phụ kiện tặng thêm thì nó sẽ có là một viên chì đó, và một cái chùm nho nha mọi người, một chùm nho, một cái chuông và qua ba cái móc khóa, cái ma ní đó mọi người. Đó, và một cái bịch đèn. Hay là một cái bịch đèn cho anh em câu đêm, đèn bẻ. Thì cái cây này mọi người bẻ ra thì nó sẽ phát sáng ra. Đó. Đó. Còn đây là một cái phao cho anh em có thể là câu nổi lửng hoặc là máng tín hiệu, máng lên dây mọi người. Lúc mà cá ăn kéo con dây lên mọi người biết tín hiệu ha. Đó, thì tặng kèm sẽ là những món này, còn combo của nó là cần máy và dây. Đây. Đó, combo cần máy và dây ha.
Rồi ok, mọi người đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên góc màn hình này của mình. Và mọi người mua một bộ thì sẽ phí ship 30.000. Hai bộ được bên mình sẽ free ship cho anh em ha. Hai bộ là free ship. Và nhận hàng thì anh em cứ kiểm tra thoải mái vô tư. Đó, khi nào hàng tới kiểm tra. Ok, đúng mẫu rồi nhận hàng và thanh toán tiền cho shipper thôi, rất là đơn giản luôn. Thấy không ưng ý thì đóng hàng trả lại cho mình thôi. Không vấn đề. Đó. Rồi thì anh em nhớ mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại góc màn hình này cho mình là được, hoặc là nhắn tin qua Zalo cũng được, nói chung là gọi thì sẽ chốt nhanh gọn lẹ hơn, nhắn tin ha. Thì mọi người chỉ nói màu thôi, còn nếu như mọi người không nói màu mình sẽ đưa ngẫu nhiên. Thì combo duy nhất hai size 1m8 và 2m1 cho anh em lựa chọn máy Dukio. Quên quay cái tên cần cho anh em coi. Đây 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 đây. Đây tên cần Uvenri. Đó, thông số tải chì là 130 đến 250 gram nha. Cần này khá là cứng. Đánh cá tra, đánh sông này kia rất là ổn nha. Ok luôn á. Rồi, ok, hai combo.